Kênh Ghế Nhật Trần Sơn xin chào tất cả các bác anh chị em. Trước mắt các anh chị em đang là một cái mẫu ghế không có loa nghe nhạc, không có bluetooth, không có đèn, không có điều khiển giọng nói, không có những cái thứ mà người ta vẫn quảng cáo. Tuy nhiên đây vẫn là một cái sản phẩm mà rất nhiều anh em mơ ước. Đây là một cái mẫu ghế massage được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, với những cái công nghệ và cái tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, khắt khe nhất và cũng là cái đỉnh cao nhất. Người ta không làm những thứ hoa mỹ, những cái mà để tạo được cái sự gọi là hoa mỹ cho con ghế thì người ta không có làm, mà hãng người ta chỉ tập trung vào những cái gì cốt lõi nhất, những cái gì mà giúp cho những cái người ốm đau, người đau lưng, đau mỏi và cần hồi phục sức khỏe thì cái dòng ghế này nó lại làm tốt nhất. Chứ bây giờ anh em hỏi mà con ghế này có điều khiển giọng nói không thì nó không có. Hỏi có loa nghe nhạc không? Không có. Hỏi bluetooth có không? Không có. Hỏi đèn đóm các thứ có không? Tất cả những cái thứ không cần thiết, họ không cần làm, họ không làm luôn. Đó, họ chỉ tập trung vào những thứ, ví dụ bây giờ nếu mọi người bị đau lưng mà muốn hồi phục sức khỏe, muốn giảm đau một cách nhanh chóng nhất thì cái con ghế này nó làm được. Đấy, nếu mà mọi người cần một cái con ghế mà có thể sử dụng được trong 5, 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm thì những cái con ghế như này nó làm được. Còn bảo là những cái thứ mà nó phù phiếm, nó không quá cần thiết ấy, nó không mang đúng nghĩa là một cái ghế massage ấy, thì họ người Nhật ấy, họ không có vẽ lên cái con ghế đó làm cái gì cả. Mà những cái ghế mà cái chất lượng nó thấp và những cái tính năng về massage trị liệu nó không có thì nó cần phải có những cái thứ ví dụ như là loa nghe nhạc, điều khiển giọng nói, rồi là đèn, rồi nhạc, rồi là phi thuyền các kiểu, để mục đích là cho chúng ta quên đi những thứ cốt lõi, đó là cái phần lập trình cỗ máy và cái massage trị liệu ở phía bên trong của con ghế. Đấy, chúng ta quên mất những cái đó. Khi đi mua ghế massage, mục đích cuối cùng của mình là gì? Là để massage, là để giảm đau, để thư giãn, để hồi phục sức khỏe. Thì cái đó chúng ta không quan tâm, nhưng mà chúng ta lại cứ đi quan tâm những cái thứ mà nó không cần thiết. Nếu mà kết nối bluetooth, tại sao chúng ta không dùng điện thoại kết nối tới những cái thiết bị âm thanh ở nhà? Đấy, muốn nghe nhạc thì chúng ta mở hẳn cái loa nghe nhạc chuyên luôn, cần gì phải qua một cái ghế làm gì, đúng không ạ? Cái ghế này mọi người biết là nó thiết kế những cái loa nhỏ nhỏ ti ti ở những ghế thì nghe nó rè rè, nghe nó thậm chí nó còn nhức tai thêm, chả giải quyết cái vấn đề gì cả, đúng không ạ? Rồi là sạc, sạc thì không dây ấy, thì nói thật sự mọi người, nó vẽ ra thôi, những cái đó thực sự nó không bền và cũng không cần thiết. Nếu cần chúng ta hãy cắm sạc, đúng không? Cần gì phải những cái đó. Còn đèn đóm thì cũng thực sự là nó cũng không cần thiết. Còn phi thuyền hoặc là thiết kế một cách nó hầm hố thì cũng không giải quyết gì nhiều lắm. Mà chúng ta hãy tập trung đến những thứ mà chúng ta đang mong muốn. Cái mong muốn lớn nhất của người mua ghế massage đó là chúng ta giúp chúng ta là hồi phục sức khỏe, giảm đau và trị liệu cho những người đau ốm. Đấy là những thứ mà chúng ta cần. Vậy thì với như những cái gì mà ghế Nhật người ta đã làm được thì chắc chắn là rất là nhiều anh em cũng hiểu và biết được cái giá trị của những cái sản phẩm Nhật nó như thế nào, và người Nhật người ta đưa vào những con ghế này những cái gì gọi là thiết thực nhất tới cho mọi người. Mọi người thấy đây là một cái ghế, mặc dù nó không phải là sản xuất gần đây nhất, mẫu này thì nó sản xuất thì nó dao động khoảng độ 2015-16, tuy nhiên cái chất lượng của nó thì nó thực sự nó vẫn là một cái gì đó nó rất là đỉnh cao.
nó giống như những cái chiếc xe 82, giống như những cái chiếc Dream Thái. Cho đến tận bây giờ vẫn nhiều người vẫn ao ước và vẫn muốn được sở hữu nó, mặc dù nó không phải là những cái thứ mà vừa được sản xuất ra gần đây nhất. Đấy, mọi người có thể thấy rằng đây cái mẫu này AS960 đây. Đấy, mẫu này thì người ta được chứng nhận bởi Bộ Y tế Nhật Bản và được cấp phép và quản lý. Nó có số thiết bị y tế đây. Đấy, và nó có số series. Đấy, có nơi sản xuất. Đấy, con này thì sản xuất 100% tại Nhật. Đấy, những cái sản phẩm của Nhật thường đấy là họ bao giờ họ cũng có cái số thiết bị y tế hết mọi người nhá. Đấy, và nó được kiểm nghiệm và được đánh giá bởi Bộ Y tế. Nó thực sự là nó an toàn với người sử dụng và nó có hiệu quả tính năng thực sự thì mới được Bộ Y tế Nhật Bản người ta cấp phép. Cái mẫu này mọi người có thể thấy rằng mặc dù cái thiết kế của nó nhìn nó không quá là diêm dúa, nhưng mà nó nhìn nó vẫn có cái độ sang trọng và nó có cái nét đẹp quý phái cổ điển. Đó, mọi người nhìn này. Đấy, về cái chất lượng da của ghế thì không phải bàn rồi. Đấy, da ghế cái đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở cái dòng da của Nhật đó là sờ rất là êm tay. Đấy, rất là êm tay, mềm mịn, và sử dụng hàng chục năm sau nó cũng không bị nổ hay là bong chóc. Đây, đấy, mọi người nhìn này, da rất mới, rất đẹp. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, bên trong này, đấy, đây là bên trong này. Đấy, những cái mẫu này thì có dùng lướt rồi thì cái vải này nó cũng hơi nhăn nhẹ một chút, nhưng mà cái chất lượng của nó thì nó vẫn rất là ngon, không hề hấn gì cả. Đây mọi người nhìn này, đó, các cái đường may mũi chỉ này. Đấy, hàng cực kỳ là chuẩn luôn. Mẫu này thì họ không sử dụng đèn nhưng mà họ thiết kế một cách là rất là tinh tế này. Đây, nó có thanh chrome, thanh mạ chrome ở giữa ghế này. Đấy, tạo điểm nhấn cho ghế này. Đấy, ở bên dưới thì nó một cái nhựa, nhựa này nó mạ kiểu carbon mọi người nhá. Và cái mẫu này cái phần đuôi nó cũng khá là dài, khi mà ngả ra thì nó ở dạng trượt chứ nó không phải là ngả thông thường, nó dạng trượt đấy nhá. Mẫu này nó có như hãng giới thiệu thì cái mẫu này nó có thể ngả ra như là một cái giường, nó tạo thành một cái mặt phẳng. Đấy, tạo thành một cái mặt phẳng và nó giúp nắn chỉnh cột sống cực kỳ là hiệu quả. Đấy, nắn chỉnh cột sống đồng thời là giảm cái sự chèn ép ở cột sống của những cái người mà hay bị đau lưng. Chính cái sự chèn ép ở cột sống nó gây ra đau nhức và nó sinh ra rất là nhiều các loại bệnh khác nhau. Đấy, nên là mọi người khi mà sử dụng cái mẫu ghế massage của Nhật này thì những cái thứ mà nó không cần thiết ấy, thì chắc chắn là họ sẽ không làm rồi. Còn cái quan trọng nhất đó là cái cốt lõi của cái máy, của cái động cơ, của cái lập trình và cái chất lượng thì trên con ghế này nó có đủ hết cho mọi người. Những cái hàng này thì shop mua ở bên Nhật thì nó ở cái dạng hàng dùng lướt, hàng đấu giá hoặc là hàng trưng bày. Với những cái độ mới thì mọi người có thể thấy rất là mới, độ mới rất là cao. Đấy, vải còn như mới tinh luôn. Đấy, như mới tinh luôn nha mọi người nha. Đấy, rất là đẹp. Rất là sạch đẹp luôn. Đấy. Mẫu này thì nó có tới hơn 20 bài tự động khác nhau. Và cái đặc biệt ở cái dòng này mọi người thấy này, ghế khi mà nó quét cơ thể nó không thấy người thì nó sẽ tự động nó sẽ tắt luôn. Đấy, thì nó thể hiện sao, đây là nó thể hiện đây là một con ghế nó rất là thông minh và nó có rất đầy đủ các cái chức năng cảm biến khác nhau để đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng. Ở các cái bài, ở các mục đây thì nó thể hiện các cái biểu tượng rất dễ sử dụng. Đây, mọi người có thể nhìn thấy biểu tượng là biết toàn thân, vai gáy, eo, kéo giãn, các cái bài tổng hợp, bài nhớ. Đấy, thì mình nhìn thế này là mình đã hiểu rồi. Đấy, thì
Ví dụ mình đau vai gáy thì mình sẽ chọn cái bài vai gáy này. Đấy. Trong vai gáy này thì nó sẽ có 4 bài vai gáy khác nhau. Mình có thể chọn một trong 4 bài này. Đấy, để cho ghế nó quét. Đó. Còn khi mà mình không muốn sử dụng nữa thì mình tắt đi và bấm nút này. Thì ghế nó sẽ hồi trở lại về vị trí ban đầu. Đó. Mẫu này nó đã có đầy đủ bài 30 phút, có sưởi và có vô số các cái động tác kỹ thuật khác nữa mà những cái ghế thông thường ở trên thị trường thường là không có. Nếu mà mọi người muốn sở hữu cho mình một cái chiếc ghế với đầy đủ các cái động tác kỹ thuật xoa bóp, cảm biến và ra được những cái bài tập phù hợp với cơ thể và thể trạng của từng người, thì mọi người hãy lựa chọn cái mẫu ghế Nhật này. Còn nếu mọi người không quan tâm đến chất lượng, không quan tâm đến tính năng, thì mọi người có thể lựa chọn đến những cái ghế của Trung Quốc. Nó rất là hào nhoáng, rất là bóng bẩy, nó đem lại cái thẩm mỹ cho ngôi nhà. Nhưng mà những cái cốt lõi về massage thì nó chỉ làm bằng 1/10 những cái con của Nhật như thế này thôi. Nói cả về tính năng, tác dụng cho đến độ bền thì chỉ có dòng ghế Nhật này mới làm được thôi. Đấy. Nếu mọi người cầm mấy chục triệu mà đi ra thị trường mua một cái con ghế mới hoặc tìm một cái ghế của Nhật thì khẳng định mọi người luôn là gần như là không có. Còn nếu mọi người muốn sở hữu một cái ghế Nhật thì mọi người sẽ bỏ ra một số tiền là trên dưới 100 triệu thì mọi người mới bắt đầu sở hữu được một cái ghế Nhật. Và với điều kiện là mọi người vẫn phải biết mua, còn nếu mà không biết mua vẫn là dính ghế tàu nhưng mà nó giả hàng Nhật như thường mọi người nhé. Còn nếu mà mọi người không tài chính không quá nhiều, tài chính mình vừa phải thì mình chỉ cần để ý một chút, biết tìm hiểu, biết mua một chút là mọi người đã sở hữu ngay được một ghế Nhật xịn rồi. Mà với những cái ghế Nhật như thế này nó không thua kém gì hàng mới mọi người nhé. Hàng này nó dùng lướt thôi, là nó không thua kém gì hàng mới. Mọi người có thể tiết kiệm được ngay cho mình một cái số tiền 6-70 triệu so với việc mua mới. Và cái tính năng tác dụng thì nó vẫn đầy đủ. Như mẫu này thì shop đang bán với giá là 38 triệu bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho mọi người, bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng và bảo trì trọn đời cho mọi người nhé. Nếu mà anh chị em có tài chính trong khoảng từ 30 cho đến 40 triệu thì sở hữu cái mẫu Fujizuki AS960 này là một cái lựa chọn hoàn hảo và chuẩn xác nhất. Đấy, anh em có thể liên hệ tới hotline 0964480666 để đặt hàng nhé. Shop sẽ bao ship về đến tận nhà, anh em nhận hàng mới phải thanh toán. Dùng đảm bảo anh em là nhận hàng sẽ đẹp và dùng ưng thì mới phải thanh toán nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Chúc cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.